Ok, và mình chào các bạn nhá. Hôm nay các bạn cùng mình đi bắt cá nhá. Các bạn ơi, ở cái mương thoát nước này có cá nhá. Đây các bạn này, con cá vàng đây này. Ui xịn đi, cá vàng ấy các bạn, cá đỏ nữa kìa. Rất là nhiều những con cá koi đấy nhá các bạn. Ok, đấy, xịn đi, xịn xò luôn đi. Đây là cái thùng đựng cá của mình nhá. Ok, và bây giờ bọn mình cùng bắt và tìm hiểu những loài cá nhá các bạn ơi. Các bạn ơi, con cá này là con cá koi nhá. Con cá koi này có cái màu vàng luôn này. Ui xịn luôn. Xịn xò luôn các bạn ơi. Ấy, mình bắt được một con cá rồi nha các bạn. Ok, con dê luôn. Còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đi. Con cá này, con cá chất koi này. Nó có cái màu đỏ luôn nhỉ. Xịn đi. Ok, mình sẽ đi men theo cái mương thoát nước để bắt cá tiếp nha các bạn ơi. Để cá đây các bạn này. Con cá này to lớn nghe. Con cá koi nhá. To cúng nào. Úi dù. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nha các bạn. Để con cá cảnh rất to khổng lồ đây này. Ui giời bự nha. Đấy, cá koi đi các bạn. Con cá koi này có cái màu cam nha. Ok, mình bắt được 3 con cá rồi nha các bạn. Ok, đi nào bạn ơi. Lên. Mình sẽ đi dọc cái mương thoát nước để bắt cá tiếp nha các bạn ơi. Ok. Đấy. Ở cái mương thoát nước này có rất là nhiều các con vật hay ho nha các bạn. Đây, cá đây này. Ui dù ui, ếch đây này. Ôi con ếch này, ếch mắt lồi này. Ui dù ui, cá chê đó kìa. Rất là nhiều những loài cá các bạn ơi. Đây, con ếch này. Ấy, con ếch nhá. Con ếch màu xanh luôn đây này. Xịn xò luôn. Ok, đây con cá hồng két vàng này các bạn này. Cái loài cá hồng két vàng nó cũng thuộc loài cá cảnh nhá các bạn. Đây con cá koi này, cá chê này. Rất là nhiều những loài cá luôn các bạn ơi. Ở cái mương nước này có nhiều cá lắm nha. Đây, con cá koi đi này. Ấy, ui dù ui. Mình bắt được 5 con cá rồi nha các bạn. Đây, con cá chê này to lớn này. Cá chê thuộc bộ của cá chê nha các bạn. Đấy các bạn ơi, mình bắt được một cái thùng cá rồi đi này. Một thùng cá đầy rồi đi này. Còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây con cá gì đây? Ai con cá này nạ đây này, đẹp đây này. Con cá này, con cá tàu ngầm nha. Cá tàu ngầm đấy. Tàu ngầm hay thùng gọi là cá tàu ngầm. Cá tàu ngầm. Xịn luôn. Đấy. Các bạn ơi, đi nào bạn ơi. Mình sẽ đi men theo cái mương thoát nước để bắt cá tiếp nha. Ô kìa. Ô nhiều các bạn ơi. Ở cái mương thoát nước này có rất là nhiều các con vật hay ho nha. Dễ thương nha. Đây cá nha, báo cá liên tục luôn đi này. Ôi trời ơi, cá gì đây. Ôi xịn đi nè. Con cá này là con cá chép phụng đuôi dài nha các bạn. Đây, cá chép phụng đuôi dài này. Xịn không, xịn không. Đấy. Ô, còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Còn rất là nhiều những con cá nữa. Đây. Một ổ liền các bạn ơi. 1, 2, 3 con này. 3 con cá liền các bạn ơi. Đây con cá chép koi có cái màu vàng này này. Đấy xịn không. Đây con cá này, con cá chép phụng đuôi dài có cái màu cam đây này. Ui nhiều cá quá các bạn ơi. Ui dù con cá này đẹp quá đây này. Ấy ui dùi. Mình bắt được 1 thùng cá rồi các bạn ơi. Ok luôn. Đấy, mình sẽ đi men theo cái mương nước để bắt cá tiếp nha. Ôi rồi ôi, cá gì đây. Ok à, đẹp đây này. Con cá gáy nhá, như một con cá ba đuôi này. Con cá ba đuôi này có cái bụng tròn tròn như con heo luôn này. Ui dù ôi xinh ý. Ôi đẹp nhờ. Ấy ui dù ôi con cá nhá. Con cá gì đây? Ui dùi. Con cá gáy với một con cá gáy con đây này. Ui dù ôi. Nhiều cá quá các bạn ơi. Đi con cá gáy đi này. Cá gáy thuộc loài cá chép nha các bạn. Đây, cá gáy đi này. Nó có cái một quân đội luôn. À kiểu chỉ khỏe các bạn này. Rất là khỏe luôn nha. Ấy ui dùi ui. Mình bắt được một cái thùng cá rồi các bạn ơi. Ok, đây, cá gì đây? Rồi. Con cá này có cái màu đen luôn này. Ôi ơi, đẹp thế. Có cái đôi mắt nổi như con ếch luôn. Ôi xinh này. Con gì đây nhỏ? Con ốc các bạn ơi, con ốc này. Con ốc bưu vàng nha. Đây con ốc các bạn ơi. Ai xịn đi. Ốc đi các bạn ơi. Ok. Ai đây con gì đây? Ui ui. Thôi được rồi. Các bạn ơi, tới công chuyện lên rồi các bạn ơi. Đây con vịt quạc đây này. Ai con vịt đi. Ui ui. Ấy con tôm này. Ôi giời, con tôm gì đây nha. Chụp khó luôn này. Ui 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 to các bạn ơi. Ô con cá này, con cá gì nhỉ? Con cá chép này. Con cá chép có cái màu đồng các bạn ơi. Có cái màu đồng nha. Ôi xịn đi. Đây, con tôm hùm này mới to này. Bự đi này. Tôm hùm nha các bạn. Ok, tôm hùm Alaska nha. Xịn ấy, bự. Ok, con cá nha. Con cá nha các bạn ơi. Ồ, cá con cá gì đây nhỉ? Ôi dồi ôi, to đây này. Ô con cua nữa kìa. Ôi dồi còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây. Các bạn một ổ liền, 1 2 3 4, 4 con cá nha. Con cá này con cá chim nha các bạn. Cá chim đây này, đẹp quá đây này. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nhỉ. Ai à, xịn đi. Còn nhiều cá lắm. Đây con cua dã tràng nha các bạn. Cái loài cua dã tràng nó có rất là nhiều màu sắc như vậy các bạn ơi. Ôi xịn nhờ.
Ấy, ok. Cua dã tràng nhá. Rồi, tới câu chuyện đến giờ các bạn ơi. Còn nhiều cá lắm nhá. Đây con tôm hùm ở đây này. Ở đây còn cá chép coi có cái màu đỏ nữa đây này. Đấy, các bạn ơi, rất là nhiều những con cá, con cua, con tôm các bạn nhỏ. Đây, còn cá mập nữa nhá. Ôi, con cá đẹp quá thế này. Úi dồi. Con cá này đẹp thế này. Ồ, có cái đuôi dài nhá các bạn. Đấy, cái loài cá chép phụng đuôi dài thường nó sẽ có đuôi rất dài như vậy các bạn. Đây, con cá này cũng đẹp này. Ấy ui, xinh nhờ. Đấy, cá chép phụng đuôi dài nhá các bạn. Ok, ok. Con cá mập đây này. Úi dồi, cá mập đây này. Ô kìa, xịn đây này. Ồ, con tôm đây này. Con tôm hùm đất đây này. Ô, có cái màu đỏ luôn nhỉ. Rồi, ơ kìa, đây con cá mập nhá. Úi dồi, ui. Cá mập siêu to khổng lồ nhá. Đấy, cá mập nhá các bạn. Ô kìa, ui, nó to các bạn. Bự nhá, cá mập nhá. Ok, à đây, này, 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 mình sẽ đi. Các bạn ơi, đi thôi. Mình đi dọc cái mương thoát nước để bắt cá tiếp nhá. Đây là cá đây, con cá vàng nhá. Cá vàng đây các bạn ơi. Ok, đẹp đây này, cá vàng đi. Có cái màu vàng luôn nhá. Ok, ấy. Ấy, mình sẽ đi men theo cái mương thoát nước để bắt cá tiếp nhá các bạn ơi. Đây, cá đây này. Con cá gì đi nhỏ. Ok, cá vàng đây này. Úi trời, con cá vàng đây này. Ok, xịn đi này. Các bạn ơi, mình bắt được một thùng cá đầy rồi đây này. Rất là nhiều những loài cá khác nhau nha mấy bạn ơi. Đấy, đẹp không nào? Còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây, vẫn còn đây này. Ơ kìa, xịn đi một ổ cá đây này các bạn ơi. Ờ, có rất là nhiều những con cá có cái size nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Đây các bạn ơi, đây, 1, 2, 3, 3 con cá luôn các bạn ơi. Đây, con cá nhỏ nhỏ này các bạn này. Ai đẹp đấy. Xịn đi. Ô, nó bé bé, khó bắt các bạn ơi. Bắt rất là khó luôn các bạn ơi. Ok, ok. Ô kìa, bắt được rồi nhá. Đấy các bạn ơi, con cá này có cái màu xanh đẹp quá đây này. Màu xanh ngọc bích. Oh my god. Con nhá. Wow. Khó bắt các bạn ơi. Ok hả, rồi. Ui trời ơi. Trơn, tuổi các bạn ơi. Đấy, bắt được rồi nhá. Ok. Mình bắt được một thùng cá rồi các bạn ơi. Rất là nhiều những loài cá khác nhau các bạn. Ui. Ai chà chà ở cái hố nước này các bạn ơi. Ở cái hố nước này có cá nhá. Ôi trời ơi, một cái chiếc du thuyền bị đắm ở cái hố nước đây này. Ôi trời ơi, cá luôn đây này, một ổ cá luôn các bạn ơi. Rất là nhiều những con cá luôn nha. Đây là con cá gì đây? Ô kìa, con cá này thuộc loài cá chép nha các bạn. Nó có cái màu đỏ đây này. Ôi trời, xịn luôn đi. Xịn thò luôn. Rồi, con cá gì đây? Ô kìa, con cá chép coi. Có cái màu cam cam đây này. Xịn đi, có nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây đây, con cá gì nó đây? Ôi. Ok à, xịn đi. Ấy, bạn ơi, mình bắt được một thùng cá koi với lại cá chép, cá chim dưới đây này. Rất là nhiều những loài cá rồi các bạn ơi. Con cá nhá. Còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Ok, đấy. Mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình. À, cho các bạn xem sau nhá. Các bạn ơi. Ok, và bây giờ chúng ta đem những con cá này mang về nhà nhá các bạn ơi. Ok, let's go nào. Ơi, ui giời, các bạn ơi, hôm nay mình bắt và sưu tầm được rất là nhiều những con cá koi này các bạn. Cá chép nữa nhá. Xịn không nào. Đấy các bạn ơi, đến đấy, một cái thùng cá đầy nhá. Và còn rất là nhiều nữa các bạn ơi. Đây này, nhiều không nào, đây còn một thùng nữa các bạn ạ. Một thùng cá, hai thùng cá, rất là nhiều những thùng cá các bạn ơi. Đấy, cá đây, dù nhiều không nào. Các bạn ơi, đấy, cá koi này, cá chim này, cá chép này, cá hồng két vàng này, cá beta này, cá mọc các kiểu luôn các bạn, cá rô phi nữa nhá. Đấy, đây là cái thùng cá thứ hai nhá. Còn đây là cái thùng cá thứ ba nha các bạn. Đấy, ui, nhiều không nào. Oh my god. Ok à, xịn không? Đây con cá này, con cá chép sư tử này. Ui, cá chép sư tử đấy. Xịn đi. Rồi còn nhiều lắm các bạn ơi. Còn nhiều cá lắm nhá. Đấy, đây là thùng thứ ba nhá. Còn đây là thùng thứ tư này. Ui dù ui. Mấy vạn con này các bạn, mấy nghìn con cá luôn đấy các bạn. Ui dù, rất là nhiều luôn nhá. Ok ok. Ui, con cá này bự đây này. Oh my god, nhiều không nào. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Còn cá ba đuôi này. Rồi con đây là thùng nữa này, thùng thứ năm này các bạn này. Cái thùng này là thùng cá chép với cá chim nhá. Đây con cá chim này các bạn này. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha các bạn. Đấy, nhiều cá không nào. Ui dù, cá chép còn đấy. À đây con cá rô đây. Con cá rô đồng các bạn này. Cá rô đồng là cá tạp nhá. Cá tạp sinh sống ngoài đồng ruộng nhá. Còn cái thùng thứ 6 này là thùng cá chê nha các bạn. Đây cá chê này. Cá chê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn nhá. Đấy cá chê đây. Cá chê to lớn nhá. Chê to khủng lồ đấy các bạn ơi. Ok. Rất là lớn luôn các bạn, bự nha. Đây này, ui to không nào. Chê to khổng lồ này các bạn. Đấy, cá chê mà to bằng con heo đây các bạn ơi. Rất là bự nha. Ok. Rồi còn đây là cái bể nuôi cá của mình. Cái bể nuôi cá siêu to khổng lồ nha. Để cá đi các bạn này. Một con cá koi, hai con cá koi, ba con cá koi, bốn con cá koi, năm con cá koi. Siêu to khổng lồ luôn các bạn. Đây này, ui
Con cá coi này bự đây này. Đây con cá coi bướm này mới gọi là to rồi các bạn này. 10kg luôn nhá. Nó rất là lớn luôn đấy các bạn. Cá coi siêu to khổng lồ nhá. Cá cảnh siêu to khổng lồ đấy các bạn. Cá coi thuộc loài cá cảnh nhá các bạn ơi. Đấy, ok. Và bây giờ mình sẽ cho những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Nên mình bắt được nhiều cá lắm các bạn ơi. Mấy nghìn con cá liền các bạn ơi. Rất là nhiều luôn các bạn. Đấy, hai thùng ở đây này. Đấy, cái thùng cá coi đi. Cá chép mình cho vào luôn nha. Đây cũng cá gáy này, cá gáy mấy cá chim ấy. Còn nhiều lắm các bạn ơi. Đây thùng thứ 3, 4 này. Nhiều. Ở đây các bạn này. Ui giời ui. Siêu to khổng lồ không nào. Ui giời ui, nhiều không? Ok à. Đấy. Ui. Nhiều các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ui giời ui, nhiều lắm các bạn ơi. Đấy. Cái chê kìa, cá coi, cá chim, cá chép. Đấy, cá hồng kết vàng. Ở đây thùng nữa này các bạn này. Còn nha, vẫn còn nha. Vẫn còn rất nhiều cá các bạn ơi. Đấy. Ui giời ui. Xịn không nào. Còn các bạn vẫn còn nha, vẫn còn nha. Vẫn còn rất nhiều nha các bạn. Đấy. Ui giời ui. Xịn không nào các bạn. Ok. Đây còn một thùng nữa nha các bạn. Có còn một thùng cá nữa nhá. Đây nè. Ui giời nhiều không? Mấy bạn ngon nhìn các bạn này. Ok à. Đấy, xịn thò con bò luôn. Ok con dê, và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm kiếm và thu thập cá tiếp nha các bạn ơi. Đấy, đây này các bạn này. Ôi, xịn không? Một cái bể cá đầy tràn luôn các bạn ơi. Rất là nhiều những con cá đẹp. Ôi đây vẫn còn một thùng nữa đây này. Ui chùi ui. Nhiều không nào? Ôi, xịn nha. Ô, mấy vạn con liền các bạn ơi. Mấy vạn con cá liền các bạn ơi. Ok, ok. Đấy, các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Một cái bể cá đầy luôn. Mấy nghìn con liền các bạn ơi. Mấy triệu con cá liền. Đấy, đây các bạn này. Ôi, xịn không? Ok, rồi và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm kiếm cá thế các bạn ơi. Mình sẽ đi tìm kiếm và thu thập, sưu tầm rất là nhiều cá nữa các bạn ơi. Lên khu nào bạn ơi. Lên, 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 các bạn ơi. Đây là cái khu chăn nuôi của mình nhá, các bạn ơi. Đấy, thỏ đây các bạn ơi. Đây, con thỏ nha. Hello cái bạn thỏ nha. Bạn thỏ đang làm gì đây? Tưởng đi chơi đâu rồi mà. Ồ, đang ăn các bạn ơi. Con thỏ đang ăn nha. Ấy, bên trong cái ngôi nhà có một con thỏ rồi nha. Hai con thỏ các bạn ơi. Ồ, đây con thỏ này xinh như này. Dễ thương nhá, đang ăn các bạn. Ồ, cái con thỏ màu vàng cát ở bên trong cái ngôi nhà này các bạn này. Đây. Đấy, đây. Ồ, kìa. Đây các bạn này. Ôi, hai con thỏ nha. Ok, nào ăn đi. Ăn đi thỏ ơi. Ăn nhiều vào thì nó mới xinh như, đúng không? Ok. Ồ các bạn ơi. Hôm nay mình tìm kiếm được rất là nhiều cá beta, cá vảy màu ấy các bạn. Bây giờ mình sẽ thả những con cá này vào trong cái bể cho các bạn xem nhá. Các bạn ơi, đây. Ui, rất là nhiều cá beta nhá. Cá vảy màu này, cá thần tiên này. Và những con cá ruby các bạn ơi. Cá ruby đi. Cá ruby thần tiên nhỉ. Đây cái bể nuôi cá bằng thủy tinh các bạn. Bằng kính nhá. Ok, ok. Đấy, và bây giờ mình sẽ cùng các bạn thả cá vào trong cái bể nhá. Đây là cái vợt mini nhá. Mình đang vợt cá các bạn, đang vớt cá đấy. Chụp cá đấy. Xịn đấy các bạn đấy, cá lóc Mexico luôn kìa. Ồ, xịn đi. Đấy, cá beta Brazil nhá. Rất là nhiều cá đẹp luôn các bạn ơi. Đấy, xịn sò không nào. Ôi, xịn đi đấy, cá beta thì nó rất là nhiều màu sắc các bạn ơi. Có cái đuôi như cánh quạt luôn. Đẹp đấy. Ok, đấy cá beta đấy các bạn. Rất là nhiều những con cá beta nha. Mấy chục con các bạn ấy. Mấy trăm con liền, nhiều lắm nha. Đấy, xịn không? Rất là xịn xò luôn nha. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Đây là ba con cá lóc Mexico này các bạn này. Đấy, cá lóc Mexico có cái size nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Đấy, ồ đẹp lắm các bạn ấy. Đấy, cá lóc ấy. Ồ, cá lóc Mexico nha các bạn. Đẹp không nào? Ok, ok. Còn nhiều lắm các bạn ơi. Còn rất là nhiều những con cá đẹp nha. Đây này, còn hai ba con nữa đây này. Ui dùi. Đấy, cái bể cá bằng thủy tinh nha các bạn. Thì có thể ngắm cá từ bên ngoài nha. Rất là đẹp luôn nha. Đấy, ui xịn đi. Ok, đấy. Các bạn ơi, nhiều không? Mấy nghìn con cá đây này các bạn ơi. Ô, con này nó nhảy ra ngoài này. Đấy, con cá beta nha các bạn. Cá beta đây này. Đấy, con cá beta đẹp quá đây này. Ồ, ok á. Oh my god các bạn ơi, oh my god, oh my god. Ái giật giả đấy các bạn ơi. Mình đã thả hết cá vào trong cái bể nuôi cá bằng kính rồi nhá. Năm con nhìn đi nè. Xịn thò nhá. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và like video của mình nhá. Ok, và bây giờ chúng ta cũng bắt thỏ nhá. Đấy, nhiều thỏ lắm nhá. Năm số con các bạn ha. Đây con thỏ này. Con thỏ này đẹp này. Có màu trắng hay màu đen luôn các bạn ha. Đấy, màu trắng bạch tuyết luôn nha. Ui, giờ xịn xò thế nhờ. Ôi, còn nhiều nha. Còn 4-5 con nữa các bạn ha. Con thỏ này có đôi mắt màu đỏ lên này. Ui, dù có cái màu trắng tinh luôn.
màu trắng bạch tuyết luôn đây này. Ôi giời, xịn xò nhá. Ok, hai con rồi nha. Hai con thỏ về các bạn, bắt hai con rồi nha. Còn ba con đây này. Hai con thỏ này đẹp đây này. Con thỏ này có hai màu nữa đây này. Có cây màu đen đen trắng trắng này, đẹp đây. Dễ thương này. Xịn xò nhá. Ok. Rồi rồi, tới công chuyện này. Ấy xinh không? Dễ thương nhở? Ấy, xem nhà mình bắt được rất là nhiều thỏ luôn rồi các bạn. Thỏ. Dễ thương nhở? Ơi xinh đẹp các bạn ơi. Ba con rồi nhà, ba con rồi. Còn nữa. Còn nhiều nhá. Đây còn hai con nữa. Ôi xịn xò nữa. Ôi dễ thương nhở? Còn nữa này các bạn. Con thỏ này đẹp đây. Ôi xịn thế nhở? Rồi ra rồi, rồi. Đáng yêu không các bạn ơi? Con nhá. Bốn con rồi nhà, bốn con thỏ rồi các bạn ơi. Ơ kìa, vẫn còn con to này, con to này to bự đây này. Con thỏ này bự đây này. Ui xịn. Con thỏ này có cái màu trắng nữa các bạn. Ui dễ thương nhờ. Đấy, đẹp thế nhờ. Có cái đôi mắt màu đỏ nữa nhỉ. Đấy, thỏ ngoài ăn củ cà rốt ra thì nó rất là thích ăn cỏ các bạn ạ. Đây này, ăn cỏ nhờ. Ơi đẹp đấy các bạn ơi. Đây rồi, bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng đi tìm kiếm thú cưng đấy nhá các bạn. Ok. Đấy, một giỏ thỏ rồi đấy các bạn này. Rồi, con chuột này có hai màu liền nhỉ. Có cái màu vàng với màu trắng nhá các bạn. Ăn củ cà rốt nhá, ui đẹp thế nhỏ. Xịn thò hay. Đang ăn rất ngon lành luôn nha các bạn. Đấy, thỏ cũng rất thích ăn củ cà rốt mà chuột nó cũng thích ăn các bạn ha. À xịn thò nha. Xem ra cái củ cà rốt này rất ngon đây. Và đây, hai con nha, mình bắt được hai con chuột các bạn này. Một con màu vàng trắng này. Một con màu vàng này. Ui, xịn thế nhỏ. Đang ăn cái củ cà rốt các bạn ha. Ok các bạn, bây giờ chúng ta đi tìm kiếm thú cưng đấy nha các bạn. À, các bạn này, đây, một giá một rổ luôn, rất là nhiều những con vịt với con ngỗng các bạn ạ. Ok, và bây giờ mình sẽ cho vịt với gà với ngỗng ăn các bạn ạ. Ui, rất là nhiều những con vịt con các bạn. Vịt con non to này. Ôi xin này. Để các bạn, gà con này. Con gà con mới lở ra từ trong quả trứng thì nó có hình hài nhỏ nhỏ như vầy các bạn này. Đây con vịt này các bạn này. Vịt con có cái màu vàng ăn ngóng ngóng ngóng. Đẹp ơi. Rất là dễ thương luôn đấy các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ thả hết những con vịt để vào trong cái giỏ nhỏ nhỏ này nha. Rồi mình sẽ cho vịt ăn các bạn ơi. Đấy gà con ấy. Gà con non con chích chích nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vịt với gà ăn nha các bạn. Đấy. Đã ăn được. Ôi xin lắm. Dễ thương nhờ. Dễ thương ấy. Ok. Đấy, rất là nhiều những cái con cá chê có cái màu trắng hơn kìa. Ok các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ quay lại cái bể nuôi cá chê của mình cho các bạn xem nhá. Đây mình bắt và thu thập được rất là nhiều cá chê đấy các bạn. Đấy cá chê đấy. Ok. Cá chê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn ha. Đấy. Ok, bắt cá chê nó rất là thích tay luôn các bạn. Nó cứ trơn trơn từ tuổi thích lắm nha. Rồi, các bạn thấy nhiều cá chê không nào? Mấy trăm con liền các bạn ơi. Đấy, các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ bơm nước vào nha. Bơm nước vào rồi mình sẽ cho cá chê ăn nhá các bạn. Đây này, to rồi này. Con cá chê mà to bằng con heo luôn đấy. Ui dùi, ui nó bự kìa. Lớn nha. To lớn đấy các bạn. Ok, đây mình đang bơm nước vào nha. Bơm nước vào cái bể nuôi cá các bạn nhá. Đấy, bơm nước vào nhá. Bơm nước các bạn. Sau một khoảng thời gian bơm nước thì một chút nước nó sẽ đầy các bạn ha. Ok. Đấy, mấy trăm con cá chê các bạn ha. Đấy, cá chê đấy các bạn. Ôi, xịn khó nha. Đấy, các bạn ơi, nước đầy rồi nhá. Đây này các bạn. Nước đầy rồi nhá các bạn. Đấy, nước ấy. Nước đầy rồi nhá. Cá chê đang bơi nhá. Ôi, xịn này. Ok đấy, cái bể nuôi cá của mình thì các bạn. Xịn xó. Ở đây là những con thỏ nhá các bạn. Mình nuôi rất là nhiều thỏ nhá. Đây là những con thỏ nhá. Đấy, thỏ đây các bạn. Được, đấy gà là hết rồi nhá. Nó được 10 con các bạn ơi. Đấy các bạn, những con gà màu trắng nhỉ. Đấy con gà mẹ nó đang bới run cho con gà con ăn đi các bạn. Ở xịn xò con bò không các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Nhớ like video nữa nhá các bạn. Ok. Đẹp không? Đấy, đẹp luôn đấy các bạn. Đấy. Ok, đây là những con thỏ nhá. Đây là những con thỏ này. Thỏ đang ăn rau nhá các bạn. Mình vừa đi lấy rau về cho thỏ ăn nhá các bạn. Chuột đây này, chuột lang nhá. Chuột lang đấy các bạn. Chuột lang thuộc loại chuột cảnh nhá. Cho nên là chuột lang nó có rất là nhiều màu sắc như vậy nha. Chuột lang là xịn đấy các bạn. Rất là xịn xò đấy. Còn thỏ này. Ôi xịn không. Ôi cu tê thế nhở. Đáng yêu thế nhở. Cua này các bạn này. Đây mình tìm kiếm được rất là nhiều cua luôn nha. Các bạn con cua này có cái màu vàng luôn này. Con cua này xịn xò nhá. Đấy các bạn ơi. Xịn xò con bò luôn. Úi dùi. Nó có cái màu vàng rực rỡ không. Đấy con cua nhá. Ok. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều cua các bạn ơi. Đây con cua nó có cái màu đỏ nữa đây này. Ái da da. Con cua này xịn này các bạn. Con cua này thuộc loài cua cảnh nha các bạn. Cua cảnh có cái màu đỏ đây này. Ui, một giỏ cua đầy luôn các bạn ơi. Rất là nhiều những con cua có rất là nhiều màu luôn đấy nhỉ. Ui, vẫn còn con nữa đây này. À, giờ xịn sao con bò nhá. Con cua này đẹp đây này. Có màu đỏ đây các bạn, cái càng của nó kìa. Đấy, giờ. Các bạn ơi, con cua này con cua cảnh nhá, chứ không phải con cua nhà mà con cua hoàng đế đâu nhá. Ôi, xịn sao. Ôi đẹp nhá.
Đấy các bạn ơi, một giỏ cua đầy luôn này. Đấy, ok. Rồi, và bây giờ mình sẽ đem hết những con cua này nhá, mang về nuôi làm thú cưng nhá các bạn ơi, nuôi làm cảnh nhá. Ok, một giỏ lên, rất là nhiều những con cua màu sắc các bạn ơi. À, bạn ơi, này các bạn, này mình bắt được một giỏ cua đầy luôn, rất là nhiều những con cua đẹp luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thả vào trong cái khu nuôi cua của mình nhá. Đấy, đây các bạn ơi, giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Miêu 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 miêu. Mình đang cho mèo ăn nhá các bạn. Đấy, nào mèo ăn đi. Rồi, ăn đi mèo ơi. Mình đang cho mèo ăn xúc xích với lại cám mèo nhá các bạn. Lát nữa mình sẽ đi nấu tôm hùm Alaska cho mèo ăn nhá các bạn ơi. Ok. Đấy, đây có con tôm hùm Alaska này các bạn này. Rồi, đây là con mèo này các bạn ấy. Hai con mèo lông xù đấy nhá. Hai con mèo lông xù này nó bắt cá giỏi lắm nhá. Đây là mình rất là chăm nó các bạn ơi. Đấy, mình nấu hẳn tôm hùm Alaska cho mèo ăn luôn. Đây là con cua giá tràng nhá các bạn. Con cua giá tràng này đẹp lắm đi nhỉ. Mình rất là thích luôn, nó rất là nhiều màu sắc luôn nhỉ. Đấy, cua giá tràng luôn nhỉ các bạn. Con cua đấy, xịn lắm nhỉ. Rồi, ở đây có cá mập đấy các bạn này. Ô kìa, con cá mập đây này. Ui dùi, xịn nhỉ, cá mập đấy. Ô, cá mập đấy các bạn. Cá mập chứ không phải cá thu đâu nhá. Cá mập đấy các bạn, có ấy. Đấy, cá mập xịn nhá, xịn thò luôn đi. Ok, ok, cá mập xịn các bạn này. Còn đây là con tôm đấy các bạn này. Lát nữa mình đang tính là sẽ thịt con tôm mà cho hai con mèo nó ăn đấy các bạn. Ok đấy, tôm hùm nhá, hai con tôm hùm này, con tôm hùm càng xanh này. Ui cái càng nó bự xịt thật khổng lồ các bạn ơi. Đấy tôm hùm ấy, con tôm hùm to gần bằng con mèo con luôn. Bự nhá, to lớn không nào. Đấy tôm hùm Alaska các bạn ơi, tôm hùm Alaska đấy nhá, ở bự nhá, xịt to khổng lồ các bạn ơi, rất là lớn luôn nhá các bạn, hai con tôm hùm nhá. Ok đấy, đây là cái khu chăn nuôi mèo của mình các bạn. Ấy xịn không? Rất là xịn luôn các bạn. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nha. Ok, mình cảm ơn các bạn rất nhiều lần. Đây, hai con mèo đang ăn rất là ngon luôn nhá. Thôi ăn từ từ thôi, mèo ơi. Xịn quá, xinh quá các bạn nhở. Đấy, đây là cá mập này các bạn này. Ôi, xịn không? Oh my god, không? Ui, ui, cái hàm răng kìa. Đấy, rồi. Chết trời luôn các bạn, xịn xò luôn ý.